Hồng xin thân ái chào tất cả quý vị đang xem cái show Lữ Hồng. Quý vị thân mến, chúng ta sắp sửa đón một ngày rằm tháng giêng lớn lắm. Nếu mà ai bên Phật thì quý vị biết rằm tháng giêng lớn nhất trong năm phải không nè? Thì vừa rồi Xuân Hồng đi chùa nè, Tết vừa rồi đó, đi chùa Quan Âm, chùa Lâm Viên, chùa Quảng Đức. Rồi Xuân Hồng nhận được email của các cô Phật tử chùa Phước Huệ ở Texas nữa. Rồi mấy cô yêu cầu thêm nhiều món chay nữa trong cái show Lữ Hồng. Vậy hôm nay Xuân Hồng sẽ tặng quý vị một cái món ăn chay ngon lắm. Đó là món xôi gà chay. Xin mời quý vị vào bếp. Quý vị thân mến, nói xôi gà chay thôi nhưng mà thực ra là không có gà gì trong này hết trơn đó quý vị. Nhiều cái tên gọi thôi quý vị ha. Nếu như quý vị không có thực lòng về cái cách gọi của món chay thì mình có thể nói xôi mặn chay thì cũng được. Nhưng mà Xuân Hồng thì nói xôi gà chay. Tại vì đối với Xuân Hồng là tu hay không cho cái tâm của mình, phải không nè? Nếu cái tâm mình tốt, mình ăn cái gì thì không quan trọng. Mà nhất là cái món chay đây là cái tên gọi thôi. Thì cái gà chay của Xuân Hồng, Xuân Hồng thế là bằng mì căng. Thay vì xôi mặn thì mình dùng bằng thịt gà, thì xôi chay thì mình dùng bằng cái mì căng để thế thịt gà. Và cái mì căng này mình sẽ xé nhỏ ra, quý vị xé nhỏ ra để mình ướp gia vị, rồi xào lên cho thơm ngon như thế nào để giống cái xôi mặn thiệt luôn đó mà ăn ngon lắm. Thì quý vị nhớ theo dõi cái show Lữ Hồng ngày hôm nay nha. Mình nấu xôi gà chay ngon lắm đó. Nhưng mà việc đầu tiên mình phải nấu xôi đúng không nè. Nấu xôi thì quý vị không có cần thiết phải là ngâm nếp rồi hấp bằng cái chõ này nọ đâu, mất công lắm. Quý vị nấu thử, nấu xôi thử theo cách của Xuân Hồng, nấu bằng nồi cơm điện. Xuân Hồng sẽ cho quý vị liều lượng gạo nếp và nước rất là rõ ràng để quý vị làm cái xôi mặn chay hay là xôi gà chay tuyệt vời. Không bị nếp, không có bị nát đâu quý vị, không bị nhão. Mà mình không cần ngâm qua đêm rồi đâu, mình đi hấp rồi mình phải rưới nước vào cho nó mềm mại, mất công lắm. Quý vị nấu thử theo cách của Xuân Hồng nha. Việc đầu tiên Xuân Hồng sẽ lấy nếp ra. Quý vị dùng cho Xuân Hồng là 3 cup gạo nếp. Để Xuân Hồng lấy cái nồi cơm điện ra các bạn. Mình dùng 3 cup gạo nếp nha quý vị, đây là cái đo lường đây nè. Và cái gạo nếp này quý vị không có ngâm nước qua đêm, dùng gạo sống như thế này luôn. Tại vì mình làm cái bằng nồi cơm điện mà mình đâu có hấp đâu. Còn nếu quý vị hấp bằng chõ thì chắc chắn là phải dùng phải ngâm nước qua đêm rồi. Thì đây là 3 cup gạo nếp Xuân Hồng đong vơ như thế này đây. Tức là đong bằng mặt. Sau đó Xuân Hồng đem đi vo. Vo thiệt là sạch để cho ráo. Rồi Xuân Hồng đong vào đây là 2 cộng thêm 1/4 cup nước lọc. Tức là với 3 cup gạo nếp, Xuân Hồng đong vào đây là 2/1/4 cup nước lọc. Sau đó Xuân Hồng đem chút xíu gia vị vào để cái xôi mặn của mình nó thơm ngon hơn. Việc đầu tiên mình đi vo nếp nha quý vị, vo để ráo ráo chút xíu cho nó sạch sẽ cái đã. Rồi Xuân Hồng đong nước vào, cho gia vị vào và nấu bằng nồi cơm điện. Trong khi chờ xôi chín thì Xuân Hồng với quý vị làm cái nhân, tức là cái gà chay mình ướp gia vị như thế nào, xào như thế nào để giống thịt ngon, cái xôi của mình cái nếp nó cũng ngon mà cái gà nó cũng ngon nữa. Quý vị thân mến, Xuân Hồng mới vo 3 cup gạo nếp sạch sẽ rồi để cho ráo nước. Quý vị nhớ để ráo nước một chút xíu nha. Tại vì nếu nó đọng nước trong này thì Xuân Hồng đông liều lượng nước của Xuân Hồng vô thì quý vị nấu xôi sẽ bị nát đó. Cho nên nếp sau khi vo xong quý vị để ráo một chút xíu rồi đổ vào nồi trở lại. Và chúng ta đông vào đây là 2/1/4 cup nước. Với 3 cup gạo nếp thì Xuân Hồng đông 2/1/4 cup nước nha. Quý vị thấy liều lượng rõ ràng là đúng không nè. Mà nấu ra xôi là cam đoan với quý vị là nó không có bị nát, mềm dẻo ngon lắm. Cái này là 1/4 nè quý vị. Rồi 2/1/4 cup nước nè quý vị. Xuân Hồng cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Phải có cái xôi mặn của mình mà cái nếp cũng phải đậm đà mới ngon chứ đúng không nè. Rồi 1 muỗng cà phê dầu ăn. Tại sao Xuân Hồng cho dầu ăn quý vị? Tại vì cái xôi mặn của Xuân Hồng á, sau khi nấu xong nó cái hạt xôi nó bóng bẩy, nó ngon lắm, nó mềm dẻo, phải có chút xíu dầu ăn nha. Rồi Xuân Hồng cho vào đây là 1 muỗng cà phê nước tương. Nước tương nó sẽ làm cho cái xôi hơn 1 muỗng chút xíu cũng được, 1 muỗng nha quý vị. Thì nước tương của mình á, nó làm cho cái xôi của mình có màu nâu nâu, đậm đậm, đẹp là thứ nhất. Thứ hai là cái mùi vị nó ngon lắm. Xuân Hồng nhắc lại là với 3 cup gạo nếp, 2/1/4 cup nước. Quý vị đông vào đây cho Xuân Hồng là nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn, 1 muỗng cà phê nước tương. Hoặc là quý vị cho vào nửa muỗng cà phê hắc xì dầu, tức là nước tương màu đen đó. Rồi mình cho vào nồi cơm điện mình nấu như nấu cơm vậy quý vị. Nấu như nấu cơm vậy đó nha. Và khi mà cái cơm mình nó chuyển qua cái nút warm, tức là nó cạn rồi đó, quý vị nhớ dỡ nồi ra xới đều lên.
cho nó chín đều đó, mình đậy lại để nấu nấu cơm lại ngon lắm quý vị. Bây giờ Xuân Hồng nấu nè. Rồi trong khi là quý vị thấy cái nồi Xuân Hồng có nhạt hay không? Sau khi chờ cái xôi nó chín thì mình đi làm qua cái phần nhân, tức là cái gà quay nha quý vị. Cái gà mà gà chay để mình xé ra mình làm cái xôi gà chay. Thì quý vị thấy đây là những cái mì căng nè, Xuân Hồng sẽ cắt ra rồi cái Xuân Hồng xé ra rồi mình đi rửa cho thiệt là sạch, mình bóp cho ráo nước, mình ướp gia vị vào đi xào nha quý vị. Còn đây là cái bơ rô Xuân Hồng đã thái, cái gốc thì Xuân Hồng để riêng như thế này rồi. Và một ít thì Xuân Hồng đã phi thơm, phi vàng lên. Còn một ít thì Xuân Hồng để đây, hồi nữa mình xào cái gà cho nó thơm nha. Còn đây là cái phần lá non của cái bơ rô Xuân Hồng cũng thái nhuyễn ra để hồi nữa mình làm cái mỡ hành, mình giả cái mỡ hành. Tại vì ăn chay thì người ta không có dùng ăn, không có ăn hành mà ăn bằng bơ rô, thế bằng bơ rô. Nhưng mà nếu quý vị ăn được hành thì cứ ăn thôi nha. Vậy Xuân Hồng làm món chay thì cũng muốn dùng đúng như vậy. Rồi cái gia vị thì mình có nước tương nè, có dầu hào chay nè quý vị. Cái dầu hào chay này ngon lắm quý vị, nấu những món chay nên mua cái chay dầu hào chay này mình về mình dùng. Xào cũng ngon, kho cũng ngon, và hôm nay mình làm cái món xôi gà chay cũng ngon lắm. Có tiêu nha, và chút nữa Xuân Hồng sẽ dùng chút xíu nước dừa tươi, đó là nước coco đi cồn. Và thôi bây giờ Xuân Hồng với quý vị là sẽ xé gà ra. Thì cái này là cái bột nêm chay nè quý vị, cái nồi bột nêm chay của Xuân Hồng nè, có vài trái ớt nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ xé cái gà ra cho quý vị xem như thế nào đây. Đó quý vị thấy ăn chay thì có mì căng ha, nó dai nó ngon lắm này quý vị. Quý vị thấy mình xé như thế này thì nó có cái thớ thịt giống như là thịt gà vậy đó quý vị. Xé ra như thế này đây. Rồi nhớ là phải rửa lại nha quý vị, tại vì cái mì căng này thường người ta để đông lạnh đó. Cái gì đông lạnh thì mình nên kỹ mình rửa lại chút xíu. Xé từng miếng ra nó có thớ thớ giống như là cái sớ thịt, giống như là cái thịt gà vậy. Và nói đến món ăn chay thì có rất là nhiều món ngon quý vị ha. Xuân Hồng thấy hồi xưa đó, nếu mà hồi xưa ở dưới quê ở Việt Nam đi tu thì hơi cực khổ chút xíu. Ăn chay hơi cực khổ thì chỉ có đậu hũ với nước tương thôi, nhưng bây giờ biết nhiều món ngon rồi. Nào là hủ tiếu chay, phở chay, phải không nè. Vừa rồi thì cái món phở chay của Xuân Hồng đã chiếm cái bài truyền hình, quý vị mê lắm, quý vị nói là nấu ra ngon hay quý vị. Ăn chay nhiều khi cũng tốt lắm, lâu lâu mình ăn một lần. Một tháng mình ăn những, nếu mà bên Phật thì mình ăn ngày 15 mồng 1. Hoặc là mình ăn lâu lâu mình ăn một lần cho tốt cho sức khỏe thôi, cho tâm hồn mình nó thanh tịnh. Rồi bây giờ Xuân Hồng xé cái mì căng này ra, rửa thật sạch, ướp gia vị. Và sau đó mình đem xào lên để làm cái xôi gà chay. Và quý vị nhớ giữ màn ảnh của đài truyền hình ngày hôm nay nha. Đừng đi đâu hết, Xuân Hồng với quý vị đang làm món xôi gà chay rất ngon lắm. Ngày rằm tháng giêng tới là quý vị với gia đình có một món chay cho gia đình thưởng thức, đúng không nè. Quý vị thân mến, đây là một gói mì căng nè quý vị. Xuân Hồng đã xé nhỏ ra, rửa thật sạch, bóp cho thiệt là ráo nước nha. Thì một gói mì căng Xuân Hồng dùng là có 6 cây nhỏ nhỏ phía trong nè. Có trọng lượng về để coi bao nhiêu đây quý vị, 11 ounce nha. Nói là tại vì Xuân Hồng làm như vậy, Xuân Hồng nói như vậy thôi. Nhưng mà nếu quý vị mua cái gói mì căng kiểu khác, hoặc là người ta bán những cây rời ra, quý vị mua 5-6 cây tùy theo ý thích của mình, nhiều hay ít thôi đúng không nè. Không nhất thiết phải giống như Xuân Hồng. Xuân Hồng xé nhỏ ra, rửa thật sạch bằng nước ấm này, bóp cho nó ráo nước nha. Bây giờ mình ướp gia vị vào đây cho nó thấm tháp, nó ngon không quý vị. Xuân Hồng cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 thôi nha quý vị, nửa muỗng cà phê đường cát. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho vào đây là nửa muỗng cà phê hắc xì dầu đó quý vị, tức là nước tương đậm đặc á, black soy sauce đó quý vị. Thì cái mì cà, cái gà của mình khi xào lên nó có màu nâu nâu đẹp đẹp đó. Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê, đừng có cho nhiều quá, nó đen lắm á quý vị. Nửa muỗng cà phê thôi nha, rồi tí nữa mình trộn đều lên. Rồi bước kế tiếp là Xuân Hồng cho khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào chay. Dầu hào chay thì nó ngon lắm nè quý vị. Cái này xào cũng ngon mà mình kho cũng ngon lắm. Nó làm sao mà ngon ghê quý vị. Xuân Hồng nghĩ là từ nấm đó. Rồi Xuân Hồng cho chút xíu nước tương nữa nha. Cho quý vị thấy chay thì chay chứ mình còn phải ướp gia vị cho tới nó mới ngon chứ. Xuân Hồng cho khoảng 1 muỗng cà phê nước tương mà dùng loại lạc đó quý vị. Nước tương lạc lạc thôi. Rồi chút xíu tiêu. Và bột nêm chay. Bột nêm ta chay tức là bột nấm. Nếu mà quý vị dùng được bột ngọt thì cho bột ngọt, không đừng cho bột ngọt, quý vị nghe nó hại thì không dùng. Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê bột nấm chay đó.
Còn nấm chay quý vị mua cái loại của Nhật thì nó tốt hơn là cái loại của Trung Quốc. Đừng có xài đồ Trung Quốc nha quý vị, xài đồ của Nhật rồi trộn đều lên là quý vị thơm quá. Rồi để cho mì căng thấm một chút xíu thôi. Thực ra cái đồ chay mình không cần để thấm nhiều như là gà thịt đâu. Rồi mình bắt cái chảo lên mình xào lên nha. Nếu như quý vị thích ăn có cái mùi ngũ vị hương chút xíu thì trong lúc này quý vị pha vào ướp cho Xuân Hồng khoảng 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương. Nhưng mà Xuân Hồng lại không thích ngũ vị hương lắm cho nên không có cho vào trong cái mì căng của mình. Còn nếu như quý vị thích cái mì cái gà chay của mình mà nó thơm thì thơm mùi giống như mùi gà rô ti đó, tức là mùi ngũ vị hương, thì quý vị cho vào chút xíu cũng được không sao. Rồi bây giờ Xuân Hồng bên kia có cái chảo nóng rồi, Xuân Hồng phải phi cái bo rô này cho thơm phức lên. Rồi mình xào cái mì căng này lên cho nó săn lại quý vị, nó thiệt là săn lại, nó săn mà nó thấm thát ngon vô cùng. Mình nếm lại coi nó vừa ăn chưa. Khi vừa ăn rồi thì thôi, mà nếu mà thích thì mình cho thêm chút đường, chút muối tùy theo ý thích của mình đó. Vừa ăn thấm thát ngon làm nổi đồng. Bên này xôi cũng chín rồi, mình bới ra dĩa, mình cho gà chay lên trên mặt xôi rồi mình thưởng thức với một miếng nước tương, có vài lát ớt quý vị ha. Coi bằng xôi gà chay tuyệt vời lắm. Mà đặc biệt cái xôi hôm nay quý vị cùng với Xuân Hồng nấu bằng nồi cơm điện, rất là nhẹ, gọn lẹ mà không tốn nhiều thời gian, phải không nè. Bây giờ quý vị coi cái xôi lửa hồng xong quý vị nói ô thèm cái bát xôi này quá, cái phải đi ngâm nếp qua một đêm thì nó lâu quá. Mà nấu một nồi cơm điện không cần ngâm nếp, phải không nè, rất là tiện. Còn cho quý vị liều lượng rất là rõ ràng, 1/3 cup gạo nếp vo sạch để ráo nấu bằng nồi cơm điện với 2 cup cộng 1/4 cup nước lạnh. Quý vị nêm vào cái gạo nếp chút xíu nước tương, chút xíu dầu ăn, chút xíu muối cho đậm đà, và cái hạt xôi mình nó bóng bẩy là xong cái phần xôi. Quay qua mình làm cái phần nhân, tức là gà chay mà gà rô ti đó, tuyệt vời quý vị ha. Thôi Xuân Hồng với quý vị đi xào gà nè. Chảo đã nóng rồi, Xuân Hồng cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn để mình phi cái bo rô cho nó thơm lên nha quý vị. Xuân Hồng sẽ cho cái bo rô mà mình cái phần gốc mình đã thái nhỏ vào đây, cho cái khá một chút xíu cho nó thơm đó quý vị ha. Và để lớn lên nha quý vị. Tuyệt vời, ngon quá. Quý vị thấy cái bo rô của mình mà phi trong dầu nó cũng thơm không thua gì hành cái tỏi quý vị ha. Nhưng mà không biết sao mà ăn chay lại không ăn được hành tỏi, nhưng mà phải thế mà bo rô. Cái bo rô Xuân Hồng bị expire, nó không có nặng bằng cái hành tỏi đó, nhưng mà cũng thơm lắm, ngon lắm. Rồi bo rô nó chờ cho chút xíu, bo rô nó vàng nó thơm lên thì Xuân Hồng mới cho cái gà chay vào. Mình sao nó thật là xanh. Và nhớ là trước khi mà nhắc ra khỏi bếp, cái tắt bếp đó, quý vị phải nếm lại. Bất cứ cái món ăn nào cũng vậy, quý vị phải nếm lại nha. Nhiều khi trong lúc nếm mình đâu có phải là mình căng được đâu, cho nên nếm lại. Nhất là đồ mặn, đồ ngọt thì Xuân Hồng bao giờ cũng cho cái liều lượng rõ ràng đúng không ạ. Cái đồ mặn thì mình nên nhúng cho cái khẩu vị của người nhà, của gia đình mình. Thực ra nói món ngọt có quý vị khó, nói món mặn đó. Cái món mặn đó, thì nhiều khi mình cứ nên nếm chút này chút nọ ha. Còn cái món ngọt mà có thể cứ thích cho cái này thêm chút xíu, chi bớt chút xíu là đâu thành công đâu. Nhưng món ngọt là nó khó hơn món mặn nữa, phải chơi đâu. Nhưng mà nói chung ra là một món ăn ngon á, là phải là mình o bế dữ lắm đó quý vị. O bế chăm chút, để ý khi nấu nướng phải để ý dữ lắm, và phải yêu thích nấu ăn nữa, phải không nè. Thích nấu ăn nữa cơ. Đó, quý vị thấy rồi. Bây giờ cái bo rô Xuân Hồng thơm vàng rồi nè quý vị. Xuân Hồng cho tất cả cái mì căng và xé sợi ít gia vị nè. Nó cứ bị xào như vậy cho đến khi nào mình căng nó săn lại quý vị. Nó săn lại thì quý vị nếm cho một miếng cho vừa ăn trưa nha. Vậy là quý vị gần như còn hàng tất cái món xôi gà chay rồi đó. Bây giờ Xuân Hồng chờ Xuân Hồng ít xíu để cho cái mì căng này nó săn lại quý vị. Thì chúng ta có một dĩa xôi gà chay ngon lắm. Quý vị thân mến, quý vị nhìn thấy cái gà chay của Xuân Hồng này ngon không quý vị? Xé ra nha, đừng có thái, xé ra nó giống thịt gà hơn là thứ nhất. Thứ hai, khi mình ướp gia vị mình xào lên quý vị. Khi mà xào thấm gia vị rồi quý vị nhớ hạ lửa nhỏ chút xíu, mình tải tải ra cho cái gà mình nó săn lại. Cũng lâu lắm, hơi lâu một chút xíu đúng không quý vị? Này quý vị nhìn thấy là cái miếng thịt gà chay nha, miếng mì căng của mình nó ngon ghê vậy đó. Ăn thử trước khi nhắc ra quý vị nhớ nếm thử, có thể rắc thêm chút xíu đường nữa cho nó ngọt ngọt, nó ngon nha. Rồi bây giờ bên này thì Xuân Hồng có một chén hành phi nè. Hành phi nhưng mà thực ra là bo rô đó quý vị. Cái gốc á mình phi vàng lên. Còn bên đây cái phần lá non thì mình làm mỡ hành nè. Có tiêu, đây có chén nước mắm nè. Không phải quý vị, chén nước tương. Ăn chay mà tự nhiên đưa nước mắm vô. Chén nước tương nha. Rồi hồi nữa Xuân Hồng cắt miếng ớt vô để mình ăn với lại cái xôi gà chay. Rồi bây giờ là
Xuân Hồng có cái ngò này nọ để đây rồi ha. Bây giờ mình phải xới gà ra chứ. À xới xôi ra, phải xới gà, xới xôi ra. Cái dĩa này quý vị thấy mình nấu xôi bằng nồi cơm điện mà lại dùng đo lường rất là rõ ràng, đúng không này? Không có cần ngâm nếp qua đêm mà quý vị nhìn thấy Xuân Hồng xới xôi đó, quý vị nhìn thấy nè. Tuyệt vời, ngon lắm quý vị. Không có bị nhão bị gì hết, thấy không? Mà ngon tơi ra vậy đó. Đó quý vị thấy nè, tiện nữa chứ. Đó quý vị coi cái xôi xôi lửa hồng xong cái quý vị nói ôi trời thích quá, bây giờ nấu xôi ăn. Thì quý vị nấu bằng nồi cơm điện giống cái công thức của Xuân Hồng vậy đó, ngon lắm quý vị. Xuân Hồng hay nấu cái này mà nhanh nữa chứ, nấu nồi cơm điện mình đâu có phải canh gì đâu ha quý vị. Đó quý vị cho cái xôi ra dĩa nè, nhiều ít tùy theo ý thích của mình nha. À, quý vị có hai cách, có thể là quý vị trộn cái gà mà đã ram lên chung với xôi luôn, hai là mình để trên mặt xôi. Xuân Hồng lại thích để trên mặt xôi hơn là trộn vô. Xuân Hồng bỏ cái muỗng này qua bên này cái đã. Và bây giờ mình cho cái gà lên nha quý vị. Yummy, ngon quá đi thôi. Đó, gà thì mình ram nó săn lại như thế này đây. Tuyệt vời. Ít nhiều tùy theo ý thích của mình nha quý vị. Cái này chắc cũng làm được hai dĩa lớn hết cái xôi của mình luôn. Wow, ngon quá. Hấp dẫn thiệt. Rồi, bây giờ Xuân Hồng cho chút xíu cái hành phi lên. Để chút hành phi nó mới thơm thơm, quý vị ha, nó giòn giòn. Ngon ghê. Rồi đây là mỡ hành nè quý vị. Cái này là ăn chay hoàn toàn mà dùng được hết. Tại vì Xuân Hồng dùng bơ rô chứ không có dùng hành lá. Nếu như quý vị thích thì dùng hành lá. Nếu mà mình ăn chay bình thường đó quý vị. À, cho vài cọng ngò lên. Nó cho ít thôi, nhiều quá nó che cái gà của mình nước ngon đi ha. Cho cái ớt lên nè quý vị. Wow, thế là quý vị có một dĩa xôi gà chay tuyệt vời. Bên này Xuân Hồng có chén nước tương nè. Xuân Hồng lấy cái kéo nha, cắt vài lát ớt vô chén nước tương của mình để mình ăn với xôi gà. Nếu mà ai thích ăn mặn chút xíu, nhưng mà Xuân Hồng thì thích ăn vừa rồi đó. Nhưng mà chan nước tương vô cũng ngon. Rồi, vậy là xong rồi. Thế là quý vị với Xuân Hồng đã làm xong cái món xôi gà chay, hay gọi là xôi mặn chay cũng được quý vị. Và Xuân Hồng tin chắc là cái món xôi này trong cái rằm tháng giêng hay là ngày mồng 1 hay là bất cứ rằm của tháng nào, gia đình quý vị sẽ có một món ăn chay thiệt là ngon miệng. Đặc biệt cái xôi gà chay ngày hôm nay Xuân Hồng kính tặng tất cả các cô Phật tử của chùa Lâm Viên, chùa Quảng Đức, chùa Quan Âm và các cô Phật tử chùa Phước Huệ ở bên Texas, cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi cái show Lửa Hồng và đã yêu thích cái show Lửa Hồng trong suốt thời gian qua. Xuân Hồng phải nói lời cảm ơn đặc biệt đến cô Yvonne. Cô Yvonne là cô cũng ở ngay San Jose này, cũng thường ủng hộ Xuân Hồng và theo dõi cái show Lửa Hồng. Cô đã đan hai cái khăn choàng cổ để tặng cho Xuân Hồng, một cái là màu tím, một cái màu hồng, rất là đẹp. Con cảm ơn cô Yvonne nhiều lắm nha. Và cô đã tặng Xuân Hồng những cái cuốn sách nấu ăn nữa. Rồi để coi, cảm ơn chị Nga đã tặng cho Xuân Hồng một cái áo thiệt là đẹp, để nói là Xuân Hồng mang cái áo đó để làm show. Bây giờ quý vị chờ chút xíu, Xuân Hồng phải khoe quý vị mấy cái khăn, cái áo đẹp đẹp để khoe với quý vị nha. Đây là hai cái khăn mà cô Yvonne đã đan tặng cho Xuân Hồng này quý vị, dễ thương chưa? Tại trong một cái show nào đó Xuân Hồng vô tình đã nói Xuân Hồng là Xuân Hồng thích màu tím với màu hồng, cái cô nhớ rồi cô đi đan khăn để tặng cho Xuân Hồng này quý vị, dễ thương quá. Đẹp ơi là đẹp. Con cảm ơn cô Yvonne nhiều lắm nha. Thực sự con rất là xúc động nhận được món quà của cô mà do chính tay cô đan nữa. Rồi ngoài ra Xuân Hồng còn nhận được rất là nhiều quà của quý vị của show Lửa Hồng đó. Có cô Xuân Hồng không biết tên, tại vì Xuân Hồng cũng không dám hỏi mà cô cũng không cho Xuân Hồng biết luôn. Cô hay hái những cái trái cây ở nhà, ra nhà hàng Nha Trang kiếm Xuân Hồng tặng. Những cái trái Phật thủ đó quý vị, cái trái giống cái bưởi thơm ơi là thơm để mình chinh cho bàn thờ đó. Rồi cô tặng thêm những cuốn sách nấu ăn cho Xuân Hồng nữa. Rồi chưa kể là Xuân Hồng nhận được không biết bao nhiêu thư tay, thiệp chúc mừng Giáng sinh, thiệp chúc mừng năm mới của tất cả quý vị ở các nơi, các tiểu bang khác, cũng giống như ở San Jose gửi cho Xuân Hồng. Đây là của chị Lan nè. Nhiều, rất là nhiều quý vị. Có chị Anh Quang Huỳnh. Rồi có chị Kim Vinh. Chị Kim Vinh nói dễ thương lắm quý vị, lời lẽ rất là dễ thương, Xuân Hồng đọc nhiều lắm, đọc hết cái bằng nuốt từng chữ đó quý vị, nói theo cái lời của một vị khán giả và tặng cho Xuân Hồng nuốt từng chữ một. Của chị Hạnh, chị Anh Phạm Minh, rồi Minh Nguyên, nhiều lắm quý vị, nó dễ thương chứ quý vị, rất là nhiều thiệp, có nhiều tấm thiệp đẹp lắm. Còn đây là cái tấm hình mà có một dì Thịnh,
Dạ, cái dì Thịnh đã hay tặng trái cây cho Xuân Hồng, và tặng những cái tấm hình mà chụp những trái cây lạ như thế này tặng cho Xuân Hồng nè. Và chị Vi Nguyễn, chị Hải Phan. Ôi, rất là nhiều thiệp, dễ thương quá, rất là nhiều. Xuân Hồng mà đứng đây đọc cho đến ngày mai quá, còn một sóc nữa đó quý vị. À, Xuân Hồng cảm ơn quý vị nha, tại vì Xuân Hồng vui quá muốn share cái niềm vui của mình đến mọi người đó. À, cảm ơn quý vị thiệt là nhiều đã gửi thư tay, gửi những cái tấm thiệp mà phải viết bằng tay rồi đem gửi bưu điện như thế này. Xuân Hồng xúc động vô cùng luôn. Bình thường bây giờ mình dùng email đúng không quý vị, nhưng mà dùng tự nhiên mình nhận những cái tấm thiệp bằng thư tay như thế này, rồi những cái món quà vô giá như thế này, Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm. À, thật lòng và chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng, đã thương mến Xuân Hồng trong suốt thời gian qua nha. Mà quý vị càng thương mến Xuân Hồng bao nhiêu là Xuân Hồng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, đúng không nè? Tại không có ngu dại gì mà Xuân Hồng để làm mất lòng quý vị, để quý vị không thương Xuân Hồng nữa trơn. Xuân Hồng tham lắm. Quý vị thương Xuân Hồng rồi, giờ Xuân Hồng lại cố gắng hơn nữa để quý vị thương Xuân Hồng nhiều nữa cơ mới chịu. À, cảm ơn quý vị nhiều. Và cái món xôi mặn ngày hôm nay, xôi mặn chay ngày hôm nay, Xuân Hồng kính tặng tất cả quý vị của show Lửa Hồng. Và kính chúc quý vị có một ngày thiệt là bình an. Bây giờ Xuân Hồng phải lấy cái muỗng ăn thử rồi nói quý vị có ngon không chứ, phải không nào? Phải ăn thử một miếng. Và cái khúc ăn thử này Xuân Hồng đã nhận được không biết bao nhiêu email quý vị nói là ăn làm cho quý vị thèm. Nhưng mà thực ra là Xuân Hồng cũng cố tình chứ bộ, cố tình để làm cho quý vị thèm, để quý vị nấu đó, vào bếp nấu với Xuân Hồng cho nó vui đó. Ăn thử một miếng nha quý vị. Và trước khi ăn quý vị thích thì có thể là rắc thêm miếng tiêu, rắc chút xíu tiêu lên cho thơm thơm. Rồi cái xôi mình nấu bằng cái nồi cơm điện quý vị nhìn thấy nè. Wow, không có nhão một tí nào hết. Quý vị nhớ dùng y chang công thức của Xuân Hồng đó. 3 khắp gạo nếp vo sạch sẽ để ráo, đông vào nồi cơm điện là 2/1/4 khắp nước lạnh, cho chút xíu gia vị vô nha, nhớ chút xíu dầu ăn. Rồi mình nấu như là nấu cơm, nấu bằng nồi cơm điện ngon lắm. Chút xíu nước tương quý vị. Tuyệt vời. Ăn thử một miếng nha. Ngon quá. Lấy miếng mỡ hành. Tuyệt vời quý vị. Công nhận xôi gà chay ngon quá. Bây giờ Xuân Hồng phải chào tạm biệt quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong cái xôi Lửa Hồng lần sau. Bye bye quý vị.